nha các bạn ơi. Wow, mình phát hiện ra đây có một con khủng long đang bị nhốt ở trong một cái lồng. Wow, nó đang cố gắng thoát ra ngoài. Hay là mình sẽ giải cứu cho nó nha. Wow, chúng ta có gì đây? Một con khủng long rất là đẹp luôn. À, trên tay mình là một con khủng long Pachycephalosaurus, một loài khủng long đầu dày. Nó là con khủng long ăn cỏ di chuyển bằng hai chân đó các bạn ơi. Và cái đầu của nó cũng chính là vũ khí chính của nó đấy. Nó sẽ dùng cái đầu để tấn công những con khủng long khác. Pachycephalosaurus. Và mình sẽ tận dụng luôn cái lồng này để bỏ con khủng long này vào nha. Sau đó mình sẽ đi tìm kiếm tiếp xem có những con khủng long nào khác như vậy không. Wow, mình chỉ vừa đi một chút thôi, mình đã phát hiện ra đây có một con khủng long nữa rồi. À, mình thật là may mắn các bạn ơi. Và trên tay mình là con Spinosaurus, một loài khủng long ăn thịt rất là hung dữ và nguy hiểm đó các bạn ạ. Các bạn không nên lại gần con Spinosaurus này nha. Rất là đẹp luôn. Spinosaurus. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nha. Các bạn ơi, chỗ này chúng ta có tới tận 2 con khủng long luôn. Wow. Và con khủng long ở gần mình nhất. Đây là con khủng long Snegosaurus, một con khủng long ăn cỏ di chuyển bằng 4 chân. Nó có màu xanh lá cây rất là đẹp đó các bạn ơi. Snegosaurus. Tiếp tục là một con khủng long Dilophosaurus, hay còn gọi là thằn lằn hai màu. Khi trưởng thành thì con khủng long này có thể đạt tới chiều dài là 7 mét và nặng tới 400 kg lận đó các bạn. Khủng khiếp không? Chúng ta vẫn sẽ bỏ hết vào đây nha. Rồi, tiếp tục là các bạn ơi, cùng tìm kiếm những con khủng long mới hơn nào. Wow, nhìn nè các bạn ơi. À ha, vui quá nha. Có rất là nhiều những con khủng long đang đấu đầu lại với nhau, hình như là đang nói chuyện đó các bạn ạ. Wow. Và con khủng long gần mình nhất. Đây là Abeigasaurus, một loài khủng long ăn cỏ di chuyển bằng 4 chân. Nó có màu đỏ rất là đẹp này các bạn ơi. Và khi trưởng thành thì nó có thể đạt chiều dài từ 8 đến 10 mét đó các bạn. Abeigasaurus. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con khủng long Saichania, một loài khủng long ăn cỏ. Và ra thì nó có một cơ thể khá là múm mím mập mạp, cùng với rất là nhiều những chân gai ở trên người. Và một cái đuôi có một cái cục rất là to đằng sau. Đây là Saichania. Tiếp tục là một con khủng long Miragaya đó các bạn. Nó có màu xanh lá cây, một con khủng long ăn cỏ cùng với rất là nhiều những chiếc gai được xếp rất là thẳng hàng và đều nhau ở trên người. Miragaya. À, rất là nhiều những con khủng long luôn các bạn ơi. Nhấc lên mệt xỉu luôn. Tiếp theo là một con Dracorexaurus, một cái đầu hình tam giác, một cơ thể màu xanh lá cây với một khuôn mặt màu đỏ. Đây là một con khủng long di chuyển bằng hai chân nha. Dracorexaurus. Và con khủng long tiếp theo mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn, đây là một con khủng long Triceratops, hay chúng ta còn được biết đến với một cái tên gọi khác là khủng long ba sừng. Ngoài ra thì trên người của nó còn có những hoa văn hình dáng màu đỏ trông rất là đẹp và bắt mắt luôn nè các bạn ơi. Đây là Triceratops. Wow, chưa gì chúng ta đã có rất là nhiều rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiếm tiếp nha. Wow, nhìn các bạn ơi, sau một hồi tìm kiếm mình phát hiện ra đây có rất là nhiều đồ chơi mô hình khủng long luôn. Và đặc biệt hơn thì chúng ta có thêm một cái đầu con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex rất là to, cùng với một con khủng long, hình như đây là một con khủng long ăn cỏ. Và đằng xa chúng ta sẽ thấy một cái búa rất là đặc biệt, đây là một cái búa của thần sấm thò đó các bạn ơi. Wow. Và bây giờ mình sẽ đi sâu vào chi tiết hơn để cho các bạn cùng xem nha. Trên tay mình là một con khủng long Bajadasaurus, một loài khủng long ăn cỏ di chuyển bằng 4 chân. Nó có rất là nhiều những chiếc gai trên người và đặc biệt là ở phần đầu đó các bạn ạ. Đây là Bajadasaurus. Chúng ta sẽ bỏ vào đây nha. Wow, một rổ đồ chơi rất là nhiều. À, tiếp theo mình cũng muốn giới thiệu một cây búa của thần sấm. Đây là những hoa văn của nó.
Bên này cũng vậy nha. À, một nguồn sức mạnh rất là to lớn ở trong cái búa này mình đang cảm nhận được rồi các bạn ơi. À, ngoài ra thì mình còn có một cái hộp đồ chơi mang hình dáng của con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex. Nhưng bên trong chúng ta cũng có rất là nhiều những con khủng long khác nhau. Và trên tay mình là con Papoteralodon, một loài khủng long đã bị tuyệt chủng từ rất là lâu rồi. Ở hai bên cánh của nó đều có những cái bàn tay như vậy sẽ dùng để cầm nắm những con mồi của nó. Tiếp theo chúng ta sẽ có thêm một con khủng long màu đỏ. Đây là con khủng long Delta Keratop, nó thuộc dòng khủng long ba sừng. Tiếp theo trên tay mình là một con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex, một mô hình nguyên con của con khủng long này. Và đúng như tên gọi thì con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex này nó khá là hung dữ và nguy hiểm, các bạn không nên lại gần nó đâu nha. Và tiếp theo mình có một con khủng long Cacharadontosaurus, một loài khủng long ăn thịt di chuyển bằng hai chân, và đặc biệt là nó có một cái tên khá là khó đọc luôn đó các bạn ơi. Sâu hơn vào bên trong mình còn có một con khủng long Deinonychus, một cái màu đỏ, một cái bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn và một cái đuôi rất là đặc biệt. Đây là Deinonychus. Tiếp theo chúng ta có gì nữa nào? Stegosaurus, một con khủng long ăn cỏ di chuyển bằng bốn chân. Nó có rất là nhiều những chiếc gai trên người và đặc biệt là những chiếc gai của nó rất là to luôn. Mình nghĩ là nó sẽ dùng để phô trương hơn là dùng để gây sát thương đó các bạn ạ. Tiếp tục mình thấy còn có một con khủng long nữa. Đây là Chamosaurus, một loài khủng long ăn thịt di chuyển bằng hai chân. Nó có một cái mỏ rất là dài tương ứng với rất là nhiều những chiếc răng sắc nhọn. Ngoài ra chúng ta có rất là nhiều những con khủng long nhỏ khác nhau, đầy màu sắc luôn. Wow, rất là nhiều màu sắc luôn đúng không các bạn ơi. Và con khủng long đầu tiên trên tay mình là Dilophosaurus, hay còn gọi là thằn lằn hai màu, hình như mình đã giới thiệu với các bạn rồi đó các bạn ơi. Tiếp theo là Dimetrodon, nó có màu cam này. Và đây là một con Styracosaurus, màu xanh lá cây. Chúng ta còn có thêm một con khủng long Spinosaurus, một con khủng long ăn thịt nữa nè. Rất là nhiều màu sắc luôn đúng không các bạn ơi. Đến với màu đỏ nữa chúng ta sẽ có một con Indominus Rex, Keratosaurus. Đây là Chikeratop, hay còn gọi là khủng long ba sừng. Nó có màu tím rất là tuyệt vời luôn này. Và con khủng long tiếp theo đây là Brachiosaurus, màu xanh da trời. Cuối cùng chúng ta có một con Parasaurolophus, hay còn gọi là khủng long màu kiếm. Nó có phần màu hồng phía trên lưng và màu vàng ở phần bụng. Wow, rất là nhiều màu sắc khác nhau. Và đây là tất cả những món đồ chơi mô hình khủng long của mình. Rất là đa dạng và đầy màu sắc luôn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.